Xin kính chào quý vị và các bạn Chiến tranh đã lùi xa Nhưng nhân viên Việt Nam vẫn còn nhớ đến công lao của những vị anh hùng dân tộc Những người lính, những người dân đã hy sinh vì độc lập tự do của Trung Quốc Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tiếp xúc với hồ sơ tóm tắt về đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Minh, người sĩ khiến CIA phải kinh ngạc Với hơn 20 năm sống trong lòng địch, 16 năm sống trong xã huyệt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Minh người mang bí số H3 của phòng tình báo B2 đã được thể hiện bản lĩnh kiên cường và mưu trí siêu việt. Giữa biển giáo rừng gươm, một mình hoạt động đơn tuyến, ông đã tạo nên tấm bình phong an toàn ngay giữa xảo huyệt của địch để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cách mạng giao phó. Đại tá Nguyễn Văn Minh sinh năm 1933 tại Hưng Yên trong một gia đình thợ thủ công. Lớn lên, ông vào Sài Gòn làm công nhân và tham gia hoạt động bí mật trong mặt trận Liên Việt. Năm 1959, ông được quân ủy Thủ Đức cử làm nhiệm vụ lọt vào quân đội ngụy quyền Sài Gòn. Năm 1963, lợi dụng sự kiện chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm bị lật đổ, các phe phái ngụy quân, ngụy quyền chèn ép nhau để tranh quyền, đoạt lợi. Ông tìm cách vào được hàng ngũ kẻ thù với chức danh nhân viên văn thư của văn phòng Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Hữu Có. Không lâu sau, Nguyễn Cao Kỳ lật đổ Nguyễn Hữu Có, nhưng với vỏ bọc là một nhân viên quân sự mẫn cán, tận tụy với công việc, được nhiều người quý mến nên ông được tiếp tục tin dùng. Từ đó, ông trở thành một trong bốn nhân viên văn thư bảo mật của văn phòng Tam Mưu Trưởng. Công việc hàng ngày của ông là tiếp nhận và lưu trữ công văn đi đến giữa văn phòng Tổng tham Mưu Trưởng với các cơ quan, đơn vị trong quân đội ngụy, đặc biệt là trao đổi với công văn Phủ Tổng thống, với các cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân đoàn, các quân khu. Công việc này tạo cơ hội cho ông tiếp cận nhiều tài liệu tối mật của địch Chính vì đặc thù công việc nên ông luôn bị các cơ quan mật vụ an ninh của địch để ý theo dõi. Để tránh bị lộ và che mắt kẻ thù, ông khéo léo nhận về mình phần nhiều việc nhưng không sao chụp tài liệu mà rèn luyện ghi nhớ toàn bộ các công văn được tiếp cận hàng ngày. Đến đêm, ông thức trắng để viết lại nội dung công văn trong ngày, chuyển ra ngoài cho tổ chức. Các ý đồ lớn của địch như kế hoạch bình định nông thôn, kế hoạch lấn chiếm, xóa các vùng giải phóng đều được ông báo cáo chính xác. Đầu năm 1975, ông đã báo cáo về căn cứ một tin quan trọng có tính quyết định là Mỹ không đưa quân trở lại nếu ta đánh lớn vào giải phóng Sài Gòn. Thông tin này đã giúp bộ chính trị có thêm cơ sở quyết định mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 trong thời gian ngắn nhất để giải phóng miền Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành thắng lợi trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đặc biệt ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi quân giải phóng đánh chiếm bộ tổng tham mưu ngụy, chính ông đã động viên các viên chức trong văn phòng của tướng Cao Văn Viên nhìn giữ niêm phong kho tàng hồ sơ, bảo toàn tài liệu, máy móc trong văn phòng để bàn giao cho quân giải phóng. Đại tá Nguyễn Văn Minh H3 đã trở thành một trong những điệp viên huyền thoại khiến kẻ thù kinh ngạc về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần thép của ông. Năm 1999, ông được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem